Cũng thấy rất lạ khi mà chưa thấy ai review cái quán lẩu riêu rất ngon mà cũng khá rẻ này ở trên TikTok. Chỉ tầm 1.20, 1.50 một người là đã no rồi. Và khi bạn mình dẫn mình đi ăn thì nó giới thiệu là đã có rất nhiều người biết đến quán này rồi. Ví dụ như là công ty của nó rất hay ăn ở đây. Đặc biệt là những người ở trong khu Nghĩa Tân này thì chắc là đều biết. Hay do không gian có phần hơi hạn chế và ngon quá nên là mọi người cứ mải ăn mà không quay up lên TikTok nhỉ? Quán này thì mọi người hay gọi thân mật là lẩu riêu Tuấn Mùi. Thật sự là dù là cựu sinh viên trường báo nhưng mà mình vẫn bị lạc ở trong cái khu Nghĩa Tân này suốt. Địa chỉ thì mình sẽ hiện ở đây nha. Không gian ở đây trong nhà thì là kiểu style gỗ gỗ hơi già xíu. Thường các bạn trẻ sẽ thích ngồi ở ngoài vỉa hè như mình hơn, mà càng vào những cái ngày Hà Nội hay mưa hay là mát mát thế này thì mình càng thích chọn những cái quán lẩu vỉa hè để ăn. Và yên tâm là có mái che nhá. Xe lẩu dành cho 3 người như tụi mình đi thì sẽ tầm 300-350k. Các loại rau cũng khá đa dạng đấy chứ, từ rau cần này, mồng tơi đến một số loại rau sống. Lẩu riêu mà ăn kèm với bánh đa đỏ đúng là số rách. Thằng em mình ăn khỏe nên là có gọi thêm một đĩa bắp bò 150 nữa thôi, chứ mình thì cũng không ăn nhiều đến thế. Phần nước dùng ngọt, thơm này, rõ vị cua. Ai đã từng ăn lẩu riêu Tuấn Mùi thì comment cho mình với, chứ mình không muốn tin là ở trên TikTok chưa có ai review và biết tới quán này đâu.